chỗ hình tròn sâu ở trong chỗ này nhá. Nghi con giun. Đấy, sau chúng tôi khi trong đào chúng tôi phát hiện một con giun rừng nha anh em nhá. Rất chi to. Đấy, con giun này rất chi to nha anh em nhá. Đây. Nó ngọ ngoại khi bị chúng tôi đào ra nó sẽ ngọ ngoại như này.